Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và trong cái bản tin sức khỏe hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn về cây sâm đất và 17 công dụng tuyệt vời trong chữa bệnh đối với loại cây này. Quý vị thân mến, cây sâm đất là loại cây mọc hoang, lá thường được hái về xào chay với tỏi hoặc là nấu canh để giải nhiệt và mát gan. Phần rễ cây là một vị thuốc dùng để chữa bệnh trong đông y. Có thể dùng tươi hoặc là phơi khô đều được. Và trong video sau đây thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và những cái công dụng của loại cây này. Cây sâm đất, đây là một loại cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Mỹ. Nó được du nhập sang Việt Nam vào khoảng những năm 1909. Cây này chủ yếu là mọc thành cây hoang, phát triển tự nhiên. Chúng ta có thể xem hình ảnh cây ở trên màn hình. Sâm đất có mọc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các cái tỉnh miền núi. Nó thường được biết đến với hai nhóm công dụng chính là làm thức ăn và làm thuốc. Lại đây là một loài cây thuốc quý, thân thảo, mọc đứng, nhẵn, phân nhánh ở dưới, rễ cây phát triển thành củ, có màu vàng nhạt, lá mọc so le, dạng hình trứng ngược hay hình trái xoan. Phần gốc lá thót lại, thành cuống rất ngắn, lá dài chừng 5-7cm, rộng 2-4cm, phiến lá dày, mép lá hơi lượn sóng, cả hai mặt lá đều xanh bóng, hoa nhỏ màu hồng mọc ở ngọn thân và các nhánh, quả nhỏ mọng khi chín có màu đỏ nâu, hạt rất nhỏ dẹt màu đen nhánh. Cây loại cây này ra hoa vào tháng 6, tháng 7, có quả vào tháng 9, tháng 10. Lá được hái quanh năm, dùng tươi để làm rau ăn. Còn củ sâm thường thu hoạch sau 3 năm trồng cây. Củ được đào về rồi rửa sạch đất, cắt bỏ rễ con, đem phơi hoặc là sấy khô. Khi mới đào về, rễ có màu hồng, nhưng sau khi phơi khô và để lâu, rễ thường chuyển sang màu xám đen. Trong cây có cái hoạt chất pectin. Rễ cây có các cái chất dẫn xuất phenol. Theo đông y thì sâm đất có vị ngọt, tính bình, có tác dụng chữa ho, suy nhược cơ thể. Và cây sâm đất thì nó được chia làm 3 loại, mỗi loại lại có một cái tên gọi và cái đặc điểm khác nhau. Thứ nhất là thổ nhân sâm. Thổ nhân sâm là một cái loại thực vật thuộc họ rau sam, nó còn có các cái tên gọi khác như là cao ly, sâm thảo, giả nhân sâm, đông dương sâm, loài này thuộc họ rau sam. Thứ hai là mồng tơi, cũng thuộc họ rau sam. Và thứ ba là sâm nam. Ngoài tên sâm nam thì nó còn có cái tên khác như là sâm quý bà, thổ nhân sâm và sâm mồng tơi, loại phổ biến và được dùng chữa bệnh với cái công dụng giống nhau. Còn sâm nam hiếm gặp và cũng ít dùng ở nước ta. Về tác dụng thì nó cùng có 17 tác dụng sau đây. Thứ nhất là điều trị bệnh tiểu đường. Lấy nặng 75g sâm đất tươi, 25g sâm đất khô, sắc lấy nước uống trong ngày, uống liên tục trong 1 tháng, mức đường huyết trong máu sẽ dần ổn định. Thứ hai là chữa tiểu tiện quá nhiều. Thì ở đây chúng ta dùng 60g sâm đất cùng 50g rễ cây kim anh, sắc với 550ml nước cho đến khi còn 250ml, chia uống 2 lần trong ngày, liên tục trong 5 ngày. Và tác dụng thứ ba là chữa ỉa chảy do tiêu hóa kém. Thì chúng ta lấy 15-30g sâm đất và 15g đại táo đun sôi lấy nước uống trong ngày. Thứ tư là trị táo bón. Lấy 30g lá sâm đất, 30g lá vung non, 20g rễ đinh lăng, 20g lá thiên lý non và 30g vừng đen đã rang nổ. Tất cả sơ chế sạch rồi nấu thành canh ăn hàng ngày cho đến khi hết bón. Và tác dụng thứ năm là bổ huyết. Dùng 40-80g sâm đất độc vị, sắc lấy nước uống hàng ngày, hoặc là dùng 20g sâm đất, 12g hoài sơn sao thơm, 12g thục địa, 12g liên nhục, 12g ý dĩ, 10g mạch môn sao thơm, 10g bạch tuột sao, 10g đương quy, 8g ngưu tất, 6g táo nhân sao đen. Tất cả các vị đem sắc lấy nước uống trong ngày. Thứ 6 là chữa kiết lỵ. Lấy 100g lá sâm đất, 100g cỏ sữa đun cùng với 400ml nước cho đến khi còn 100ml, chia uống 2 lần trong ngày. Trường hợp kèm thêm biểu hiện đi ngoài nhiều lần, có thể thêm vào 20g cỏ nhộn nồi vào thang thuốc trên. Thứ 7 là trị sỏi thận. Sâm đất khô một lượng vừa đủ tán thành bột mịn, mỗi lần lấy 10g hòa với 1 lít nước sôi để nguội và uống như trà. Và thứ 8 là điều trị chứng choáng váng, chóng mặt và mệt mỏi.
lấy 16g cà rể và thân cây sâm đất đun cùng 250ml nước uống cho ngày, mỗi ngày một thang trong một tuần. Những triệu chứng trên sẽ không còn nữa. Và tác dụng thứ 9 là trị mụn nhọt. Dùng hạt quả sâm đất ngâm vào nước sẽ tạo ra chất keo như là thạch và dùng đắp lên trên nốt mụn. Và thứ 10 là hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Chúng ta lấy 12g sâm đất đun sôi với nước uống hàng ngày thay trà. Không những làm giảm huyết áp mức ổn định mà còn điều hòa cholesterol trong máu. 11 là chữa viêm đường tiết niệu. Dùng 75g cả cây sâm đất tươi hoặc là 25g khô đun lên nước để riêng. Tán bột mịn 20g sâm đất khô, dùng nước sắc trên để uống bột vào mỗi sáng sớm. Và 12 là chữa mồ hôi trộm. Lấy nửa cái dạ dày, tức là cái bao tử lợn, làm sạch rồi cho vào nồi hầm nhừ cùng 60g sâm đất để ăn trong ngày. Và 13 là phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật. Chúng ta dùng 200g hoàng kỳ sắc lên nước, rồi cho 300g sườn lợn đã sơ chế vào nước ninh mềm, sau đó cho thêm 200g sâm đất vào đun 5 đến 10 phút nữa, thêm gia vị ăn kèm với cơm, một tuần có thể ăn 2 đến 3 lần. Và 14 là chữa ho lâu ngày. Cho 20g sâm đất, 20g thông thảo, 20g hà thủ ô trắng và một con gà nhỏ khoảng 400g đã làm sạch vào nồi hầm nhừ cho đến khi có màu trắng sữa, hớt bớt phần mỡ nổi trên mặt rồi ăn cái và nước. Và 15 là giải độc gan. Thì chúng ta lấy 10 đến 20g sâm đất, lấy 10 đến 25g sâm đất khô sắc lấy nước uống thay trà, hoặc là tán bột mịn uống cùng nước vừa thanh nhiệt vừa giải khát cho mùa hè, hoặc là lấy lá sâm đất nấu canh ăn trong bữa ăn hàng ngày. Và tác dụng thứ 16 là trị ghẻ. Thì chúng ta lấy rễ và lá cây sâm đất rửa sạch rồi đun lấy nước tắm để chữa các cái bệnh ngoài da và nhanh liền sẹo, giảm đau, giảm sưng ở khớp. Dùng 700g sâm đất tươi rửa sạch đất và ngâm qua nước muối loãng để ráo, rồi cho vào bình, đổ 5 lít rượu vào để ngâm, đậy nắp kín và để trong 6 tháng, mỗi lần uống một cốc nhỏ, ngày 2 lần, không quá 50ml trong ngày. Và chúng ta lưu ý khi mà dùng sâm đất, tuy có nhiều tác dụng nhưng sâm đất có thể gây độc nếu sử dụng quá liều lượng, với những biểu hiện ngộ độc như là nôn mửa và ra nhiều mồ hôi. Do đó, với một số bài thuốc trên chỉ mang cái tính chất là tham khảo trước khi sử dụng, nên hỏi ý kiến của thầy thuốc. Và phụ nữ mang thai cũng không nên dùng loại cây này vì chưa có cái nghiên cứu nào chỉ ra cái tính an toàn khi mà dùng cho mẹ và thai nhi. Với những cái bài thuốc về cây sâm đất chi thế này thì bạn có thể dễ dàng sử dụng sâm đất để làm thuốc. Tuy nhiên bạn cũng cần phải để ý những cái điều cần lưu ý về nó mà chúng tôi vừa mới chia sẻ ở trên. Quý anh chị thân mến, như vậy đây chính là những cái thông tin rất tuyệt vời về cây sâm đất và những cái công dụng, những cái lưu ý khi mà sử dụng đối với loại cây sâm đất này. Và mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức trong cuộc sống, giúp quý anh chị trong việc mà phòng và chữa bệnh. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý vị có thể để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu như quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.